Nam em, nam anh nắm tay nhau đại náo The Hero. Nam em, nam anh tự tin đội vương miện của chính mình trên sân khấu The Hero. Nam em đưa lên sân khấu một fashion show được thể hiện qua bài hát đầy sáng tạo. Team Win mang đến ca khúc We're the Round với sáng tác mới nhất của Đậu Tất Đạt. Chia sẻ về ý tưởng mang ý đồ thời trang lên sân khấu ca nhạc, nam em tiết lộ: phụ nữ luôn được tôn trọng và phải được xinh đẹp, cho nên bài hát này được hiểu là đội vương miện của chính mình. Tất cả chúng ta đều xứng đáng trở thành hoa hậu, đều xứng đáng trở thành nữ hoàng sắc đẹp. Đây là bài hát nam em muốn tôn vinh nữ quyền. Tất cả phụ nữ chúng ta luôn giành lấy hào quang cho chính mình. Và đặc biệt, trên sân khấu nam em đã đem một show fashion vô cùng độc đáo. Sự xuất hiện của nam anh, chị gái song sinh của nam em, trong một bộ đồ như đôi cánh của thiên thần. Hai chị em xinh đẹp và tự tin nắm tay nhau, đội vương miện của chính mình. Nhạc sĩ Thanh Hà phải nhận xét, em đã thành công, đã mang một buổi trình diễn thời trang lên sân khấu. Bởi những bộ áo rất lộng lẫy, đẹp khi ngắm nhìn trang phục đó chỉ quên nghe em hát luôn. Giám khảo Ngọc Sơn thì dành cho nam em nhiều lời có cánh. Giọng hát của Win rất đẹp, sâu lắng, em có từ trong tim, tính tình hiền lành toát lên giọng hát đẹp. Nam em tiết lộ, ca khúc này được Đậu Tất Đạt viết trước một tuần trước khi lên sóng và nam em có 2 ngày để học lời. Nam em bật khóc vì khán giả đã dành nhiều lời khen, đã dành nhiều lời động viên cho chị em cô, nam em, nam anh. Nam em, nam anh là cặp song đôi xinh đẹp nhất showbiz Việt. Cả hai tuy vướng vào những ồn ào không đáng có, nhưng khán giả đã nhận ra rằng đây là hai chị em sống rất thật thà trong showbiz. Và hiện tại nam em đã lấy được lòng tin yêu từ phía khán giả. Các bạn ơi, hãy nhớ ủng hộ nam em trong con đường sự nghiệp sắp tới của nam em và nam anh nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.